Concert của Taylor Swift gây ra động đất. Theo cơ quan khảo sát địa chất Anh, BGS, ba đêm concert cháy vé của Taylor Swift ở Edinburgh, Scotland đã gây ra địa chấn cách địa điểm biểu diễn khoảng 6,5 km. Sân vận động Murrayfield ở Edinburgh đã đón lượng khán giả kỷ lục khi siêu sao người Mỹ trình diễn trong khoảng 3 tiếng rưỡi mỗi đêm vào các ngày 7, 9, 6, CNN đưa tin. BGS tuyên bố cả 3 buổi tối đều tạo ra một mô hình địa chấn tương tự, trong đó màn trình diễn và nhún nhảy theo các ca khúc Ready for It, Cruel Summer và Sampan Problem tạo ra rung chuyển mạnh mẽ nhất. BGS nói thêm đám đông ở mỗi đêm diễn tạo ra những chỉ số đặc biệt riêng. Nhưng số liệu dường như cho thấy đêm thứ 6 ngày 7 tháng 6 là cuồng nhiệt nhất. Các đợt trung chuyển được phát hiện bằng các thiết bị khoa học nhạy bén đến mức có thể xác định ngay cả hoạt động địa chấn nhỏ nhất cách đó nhiều km, nên những trung chuyển địa chất do buổi concert tạo ra khó có thể được cảm nhận bởi bất kỳ ai khác ngoài những người ở gần đó, BGS cho biết. Theo Scottish Rugby, đơn vị sở hữu sân vận động, có gần 73.000 người hâm mộ có mặt trong đêm diễn đầu tiên. Hai đêm tiếp theo đều phá kỷ lục hôm 7 tháng 6. Đây cũng là buổi hòa nhạc sân vận động lớn nhất trong lịch sử Scotland. Mùa hè năm ngoái, đêm diễn của Harry Styles thu hút khoảng 65.000 người hâm mộ. Iraq Tour, nơi Swift biểu diễn ở 22 quốc gia trong 152 ngày, sẽ trở thành chuyến lưu diễn có doanh thu cao nhất mọi thời đại. Iraq Tour được cho mang về khoảng 1 tỷ bảng Anh, 1,27 tỷ đô la Mỹ, cho nền kinh tế Anh, theo nghiên cứu từ ngân hàng Barker, Anh. Những buổi biểu diễn bán hết vé này đã mang lại lợi ích to lớn và trên diện rộng cho thành phố. Đó không chỉ là khoản đóng góp ước tính lên tới 77 triệu bảng Anh, 98 triệu đô la Mỹ, cho nền kinh tế địa phương, mà còn là sự thúc đẩy hơn nữa cho danh tiếng toàn cầu của chúng tôi như một nơi tuyệt vời để sống. Làm việc và tham quan, lãnh đạo hội đồng thành phố Edinburgh Cammy Jay viết trong một bài đăng trên trang web chính thức của chính quyền thành phố hôm 12 tháng 6. Tôi cũng muốn tri ân hàng trăm nghìn Sweetie, fandom của Sweet, vì hành vi của họ, xét về mọi mặt, là rất mẫu mực, ông Jay viết. Callum Harrison, nhà địa chấn học của BGS, cho biết trên trang web của tổ chức, BGS là cơ quan quốc gia chịu trách nhiệm ghi lại các trận động đất để thông báo cho chính phủ, công chúng, ngành công nghiệp và cơ quan quản lý, đồng thời cho phép hiểu rõ hơn về nguy cơ động đất và lập kế hoạch cho các sự kiện trong tương lai. Thật đáng kinh ngạc khi chúng tôi có thể đo lường phản ứng của hàng nghìn người xem concert từ xa thông qua dữ liệu của mình. Cơ hội khám phá một hoạt động địa chấn được tạo ra bởi một loại hiện tượng khác quả là điều thú vị,